Dã man. Đá thì bây giờ đã lấp vào hết được rồi, giờ còn quá trình là đập đá nhỏ ra nữa. Cái nhà của mình xây ấy, cái này là phòng ngủ đúng không? Vâng ạ. Đây là cái cột ở giữa này, sẽ xây một bức tường ở đây, ngăn đôi ra, đây một phòng ngủ, đây một phòng ngủ. Vâng ạ. Chỗ này vẫn là phòng khách, là bàn thờ. Xong mà cái chỗ bên này này xây tường cao lên, xong mở cửa ra đây, xong chỗ này là bếp, một cái bếp ở đây. Đi mua ngô về. Mua về để ăn hay là về làm gì? Về ăn. Ồ. Thế là nhà hết sạch gạo rồi à? Gạo là gì mà có gạo à? À hết sạch ngô ngô mình rồi à? Vâng, hết sạch. Ồ, đây hết sạch rồi 2 tháng. Các bác thân mến, chào mừng các bác đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì mình đang có mặt ở nhà của 6 cháu nhỏ mồ côi. Như đầu video thì các bác xem cũng biết rồi, buổi sáng nay là mẹ của các cháu này cũng như là cháu Trở là vừa mới đi lấy rau lợn về. Ngày hôm qua thì có em Quân vào chia sẻ lại cái tiến độ mà lấp cái nền nhà các bác ạ. Thì thấy cháu Pà cháu say rượu. Và bản thân Cao Nguyên Đá xem và khi mà biết được cái lý do thì mới biết được là cháu Pà thì đúng chung như là một cái người mẹ trẻ của các em ấy. Bây giờ đến khi mà mẹ về rồi ấy, nhiều công nhiều việc ấy thì vẫn còn phải giúp mẹ để đi lo này, cũng như là cái việc mà đối nội đối ngoại các bác ạ. Mẹ các cháu thì mình cũng đã dặn rồi, không được uống rượu, bởi vì mọi người nhớ những cái lần đầu tiên mà khi Cao Nguyên Đá vào hỏi mấy đứa nhỏ thì nó bảo là một hôm mẹ uống rượu say thì mẹ quát đấy, thế nên là mình hạn chế, không muốn cho mẹ cháu đi uống rượu, nhưng mà cũng không nghĩ là Pà lại đi uống rượu nhiều như vậy. Này vào thì cũng sẽ nói lại với cháu, cái này sẽ nói với Trở các bạn, để Trở nói với cả Pà, chứ mình mà nói thẳng thì sợ cháu lại buồn đấy, bởi vì cái điều đấy là cháu cũng không muốn mà. Đi đến đây này mọi người này, không biết là cái nền nhà mà gia đình làm ấy các bác phải sử dụng hết tất cả cái số lượng đá của cái nhà cũ này thì mới lấp đầy được cái nền kia. Và bây mình cũng chưa hình dung ra được nếu như mấy nữa mà đủ cái răng móng ấy thì sẽ lấy đá ở đâu mà để lấp vào đây. Tất cả cái tường rào trên kia là các bác nhìn thấy là đều dỡ sạch 100% rồi. Còn ở đây này, ở đây là những cái phần gọi là cái phần kè đá các bác nhé. Cái này thì sẽ không dỡ ra đâu, bởi vì phía trên là người ta đang đổ đất ở đấy. Cái chỗ này làm lên để giữ đất, còn để trồng trọt. Mấy nữa mà lấy thêm đá thì chắc là sẽ phải phá những cái tảng đá ở to ở phía bên này. Còn những cái tảng như thế này các bác thì sẽ không phá đâu, để lại cho cái hộ gia đình sau, người ta có cái phần này để làm cái chân, người ta có thể kè xếp đá lên. Kinh khủng, quá dã man luôn. Các bác nào theo dõi từ những cái video đầu tiên mà lúc khi mà xây cái móng và cái video tiếp theo đó là sử dụng cái phần đá này để lấp, thì mọi người nhìn cái khối lượng đá nó quá nhiều luôn. Có những cái bức tường đá nó cao đến trên 2 mét cơ, mà bây giờ đã được dỡ đi toàn bộ rồi. Ừ, chào Pà nha. Ừ, chào Say nha. Ừ, chú chào Rùa. Phải Rùa không nhỉ? Phải à. Thế Mai đâu? Mai đi chơi. Trở đâu? Trở đi xuống Bà à? À, đồng chí Say chào mọi người nào.
Con nhìn về kia. Cháu 6 năm rồi. Cháu làm sao? Cháu làm sao? Cháu không làm sao cả. Cháu không làm sao cả. Có quên gì không? Con đang chào mọi người đang đi nào nhỉ? Chúc mọi người gì? Chú sao chở. Cháu chào mọi người. Cháu chào mọi người. Cháu chúc mọi người. Cháu chúc mọi người. Ngày mới vui vẻ. Ngày mới vui vẻ. Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi à? Thế ở nhà còn trứng không? Không. Còn gạo không? Gạo. Gạo còn không? Cơm ấy. Gạo. Cậu bé cũng chưa biết gạo là cái gì, cơm chưa là cái gì. Là chị nhá. Bó thì đang trên lưng mẹ rồi. Thế tình hình là ở nhà là hết bao nhiêu can rượu rồi chợ? Hai can 20 lít. Thế tổng hôm trước là đi mua gà là hết bao nhiêu tiền mua thức ăn cho mọi người? Chú bảo là lúc trước chú mua vào thì chú đi về rồi. Không, mấy lần mà mua gà ấy thì hỏi mẹ là đi mua hết bao nhiêu tiền. Ní giá gì ở nhà cái gì không tao? Một lần hết 1 triệu. Hai lần mà, chú thấy hai lần mà. Nhờ gì ở giá tiền mà. Tổng mà mua hết mấy lần? Ở gì ở giá là tám tám là xe. Nó mà 6 triệu. Tá rồi. 6 triệu là tám đâu. Nó mổ rồi mà ta. Nó mổ rồi. Nó mổ rồi. Nó mổ rồi. Nó mổ. Nó mổ thì ăn rồi. 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 Với cả một lần chú mua 1 triệu là 4 triệu. Đấy, 2 can rượu nữa. 2 can rượu là bao nhiêu tiền? Nít thức cho anh ta. Hết 6 xã. Tổng cộng là 4 triệu 6. Bao gồm thêm cả tiền thuê nhân công nữa các bác ạ. 2 triệu tiền chuyển 2 xe bột đá. 3 xe bột đá, 3 triệu. Thành 7 triệu 6, còn chưa kể gạch. Gạch một chuyến là 400 viên nhân với 2.500. 400 nhân với 2.500 đồng. 1 triệu nữa. Thế là 3 triệu này, 4 triệu này. Cái 4 triệu 6 là 8 triệu 6 cho các bác nhé. Đấy, cái công vận chuyển này và cái tiền mua thức ăn để nấu cơm để mời bà con, cảm ơn bà con đấy. Cái nền nhà này cũng đã lấp đầy đá rồi. Thế chờ đi cùng chú ra ngoài này đi. Mình đi ra ngoài xem nền nhà hay nào. Và un nỉa rồi. Say lại đòi cái gì rồi. Ô trời, vừa nắng to lắm mà bây giờ nó đã âm u rồi các bác ạ. Sợ nhất là mưa rào rồi. À, Dũng ấy là chở đi lấy rau lợn mang về cho bà nè. Vâng. Thế ở nhà còn nhiều rau ăn không? Ừ, có. Còn nhiều rau bí không? Ở nương ấy? Ừ, có ạ. Bởi vì là vẫn còn phải chuyển thêm gạch nữa các bác ạ. Chuyển thêm gạch này. Chuyển thêm một xe đá 1-2 nữa. Chào chú nhá. Đá màn. Đá thì bây giờ đã lấp vào hết được rồi. Giờ còn quá trình là đập đá nhỏ ra nữa. Để lấy cán phẳng cái nền này.
À, sao lại để cái áo ở đây? Ừ, mẹ để ạ. À, để biết là làm gì không? Em không biết. Có vẻ như cái này liên quan đến vấn đề là tâm linh hay sao các bạn ạ? Là như kiểu là đây là mảnh đất này thì đã có chủ ở rồi. Em chờ hỏi chú xem nào, bảo là để cái áo đây làm gì? Ừ. Dạ chị xếp gì ạ? Ừ, cho lúc chó này quá chị ạ. Để cho nhà chú ạ. Để trong nhà đúng không? Ạ. Trong nhà, trong đất cho mình đúng không? Ôi trời, mọi việc giờ thì cũng cơ bản là hình thành cái nền nhà rồi. Ngày hôm nay vào thì sẽ lấy cái lọ sơn, lấy dây, căng dây, định hình cái móng. Cho gia đình sẽ nhấc cái đá đấy ra các bác ạ, nhấc cái đá ở trong cái phần dây của mình ra để tới là mẹ xây một cái lớp đá theo cái đường, theo cái dây đấy, và sau đó là sẽ là để đổ rằng. Như vậy thì cái việc mà lớp đá làm nền này nó sẽ ít hơn, bởi vì khi mà mình làm cái rằng lên ấy, rằng móng ấy, thì nó sẽ cao hơn so với cái mặt nền này ít nhất là khoảng tầm 5 phân, 5 đến 7 phân gì đấy các bác ạ. Thì những cái phần đá dư này sẽ chuyển vào để lấp nền. Làm bà mì đi đâu đây? Ôi giời, trời nóng thế này mà sao lại đội khăn len thế? Bà đi đâu đấy? Đi là ngựa ngọ. Bên đi bón cái gì à? Vâng ạ. Ngô sắp thu rồi mà. Không biết. Lá mùa, trồng mùa chú ạ. À, bà trồng muộn, bây giờ bà mới đi bón phân đạm. Vâng ạ. Chắc muốn đi bón đạm, bón lần. Chờ chú hỏi, hôm qua bà uống rượu say thế à? Thế bà đi đâu? Đi cúng nhà ai đấy? Đi cúng nhà chú ạ. À, này chú bảo này, về nhá, về nói chuyện với bà nhá. Mà là chú Long bảo là không được uống rượu nhiều ấy đâu nhá, được chưa? Dạ. Các bác, các ông, các bà cũng bảo là nhá, mà trẻ con không được uống rượu, được chưa? Dạ. Nói với bà nhá, xem bà có nghe không nhá. Vâng ạ. Bà không nghe phải bảo chú nhá. Dạ. Để chú xử lý nhá. Dạ. Cho chú hỏi thêm, đằng sau này là có nhà vệ sinh à? Nhà đi vệ sinh đúng không? Không. Không có à? Sao chú thấy nhiều người hay đi vệ sinh ở ngoài này thế? Không biết. Không biết à? Bởi vì ở đây nó có bụi cây đúng không? Đúng ạ. Tính toán là đưa cái nhà vệ sinh nữa các bác ạ, xây thêm cái nhà vệ sinh nữa. Bây giờ xây thì không biết là xây ở đâu, đất ở nhà gia đình thì không có. À, các bác cũng bảo là bố trí cái công năng sử dụng của cái căn nhà ấy, thì là sẽ để hai phòng ngủ ở phía bên này, phòng khách rồi đến phòng bếp. Như vậy thì cái không gian nó sẽ rộng hơn, công nhận là nó sẽ rộng hơn rất là nhiều các bác ạ. Cũng như là về cái việc mà cái kinh phí để xây ấy, thì về cơ bản là nó sẽ thấp hơn, bởi vì là nó sẽ co lại theo cái hình thức là chỉ có 3 gian thôi. Kia mình xây thành tổng cộng là bao gồm là thành 4 gian này. Đấy, nếu mà tính gian thì thành 4 gian này, cả nhà 8 nó thành 5.
Trời ơi, cái vòi nước này có bơm được nước không? Bây giờ đấy sẽ chuẩn bị những cái mà cơ bản cần thiết nhất cho cái việc xây nhà, đó là liên quan đến cái nước. Hôm trước đã đi mua được nước ở 600.000 rồi. Cái vòi này người ta bơm nước về nhà đúng không? Đúng ạ. Là cái nhà hôm trước mà mình mua nước đấy à? Đúng ạ. À. Thôi mà nếu mà hỏi xin bơm là hơi khó đấy mọi người ạ. Chắc chắn là vẫn phải sửa cái máy bơm ở bên nhà Gia để mang sang đây rồi. Đợt này Gia đi làm ấy, thế nên là công việc gần như là sẽ không có ai phụ hai anh em đâu. Nên là tất cả mọi việc này là anh em sẽ phải tự làm. Chị vừa hỏi là đã thấy được chưa ạ? Ờ, thì phải đi ra phòng. Được rồi, được rồi. Sao được ạ? Vâng, được rồi. Anh... Cái này đang chưa ở đây, cô là tôi của ba cô lắm. Đây, là bạn tôi chó. Để dây là bạn tôi chó. Đá này á, đá này là mình tự đập chứ, chả đập chứ. Ok, mà trong gì? Ok, mà trong á? Ừ. Đây là bác khí. Khi mà anh thấy nó bác khí rồi. Anh hiểu bác khí rồi. Nhờ mấy anh ra đập thôi. Với cả nhờ mấy anh ra đập bảo chị là nhà sẽ làm như theo kiểu như thế này nhá. Ừ. Hay là làm theo kiểu như nào? Chị có thích làm theo kiểu như nào không? Trời. Sao chị vừa nói thêm gì à? Ừ, nên bảo là nhà như thế này có được. Như thế này à? Ừ. Nhà này có ai ở nhà không nhỉ? Không ạ. À, đi nhờ vào được nhỉ? Thấy tao mua mà. Được. Mở cửa vào nhờ được. Được. Được à? Ừ. Đi sang bên kia nhưng mà sang nhà nhưng mà nhà Mai là nhà 2 tầng khó tả lắm. Nhà này thì bên trong là cột gỗ hết. Chú bảo này, con thử tả cho mẹ như thế này nhá. Vâng ạ. Cái nhà của mình xây ấy, cái này là phòng ngủ đúng không? Vâng ạ. Đây là cái cột ở giữa này, sẽ xây một bức tường ở đây, ngăn đôi ra, đây một phòng ngủ, đây một phòng ngủ. Vâng ạ. Chỗ này vẫn là phòng khách, là bàn thờ. Xong mà cái chỗ bên này xây tường cao lên, xong mở cửa ra đây, xong chỗ này là bếp, một cái bếp ở đây. Xong mà một cái giường kê ở kia cho chủ nhà. Vâng ạ. Đấy, xong rồi cái nhà tắm này sẽ xây ở bên cạnh này. Vâng. Đấy. Tả cho mẹ em nào. Vâng. Khó tả quá. À, cháu lúc cha tôi này chứ. Tôi cha tôi sao mà mà. Nhà uý lúc cha tôi thế. Uý cái khó cha tôi là tôi thế. Là chứ uý lúc cha tôi thế. Chú ơi, mẹ bảo là được ạ. Được ạ. Vâng ạ. Đó, chả thấy chỉ cho mẹ gì cả, phải chỉ cho mẹ chứ. Đây là một cái phòng ngủ, đây một cái phòng ngủ. Mẹ lướt chan, mẹ lướt chan cả. Ừ. Được chưa? Được cái gì? Được. Thì nếu để hai cái phòng ngủ bên thì nó sẽ gọn hơn. Còn nếu như mà trường hợp mà không để phòng ngủ ở một bên mà làm như bên nhà Gia, úi, bắt buộc là phải làm cái diện tích nó rất là lớn các bạn, thì nhìn cái nhà nó mới rộng mới thoáng được. Căn nhà này thì tổng cộng là sẽ có 3 cái cửa sổ. Có cột ở ngoài, có đủ cột hết mà. Mua tả là trong nhà cũng có 2 cái cột. Học chưa cái mua chứ. Chú mới bỏ được. Nhưng mà có do còn liên quan đến xây tường nữa. Xây tường ở đấy không có cái nhà để tả cho nó dễ, bởi vì bây giờ muốn mà tìm một cái nhà đấy phải sang tận Cán Lủng các bác ạ. Vì rất là lo, bởi vì nhà này là nhà của bà con làm để bà con ở cả đời chứ không phải là làm để cho mình xây xong được là thôi. Thế nên cái người ở, cái tâm lý người ta thoải mái nữa. Đấy, trong khi đó người ta còn làm những cái phong tục của bà con ở trên này này.
Chứ trước thì cái câu chuyện mà đi vận động bà con làm ấy, cũng có gia đình người ta nghe, có gia đình người ta không nghe. Hay sau cái quá trình nhiều khi mình đến, có những nhà người ta vẫn dựng thêm một cái cột gỗ bên cạnh nhà. Lúc mà mình nhìn thì mình biết là mình cũng hoàn toàn là chưa đúng, sai thì không phải các bạn ạ. Thì cũng có những cái đổi mới, cả thay đổi làm sao cho nó thích hợp nhất, hài hòa giữa cái phong tục tập quán cũng như là cái công năng sử dụng của căn nhà. Và mẹ làm bao giờ mới nhờ được các chú ra đây? Hôm nào nhờ các chú ra đập đá được? Nên thảo dễ chứ, cậu là tôi cháu dễ à? Hả cháu rất nhé. Nên như là nhỏ xế ở dòng ra mà mà ta một cái cậu là chồng. Ừ, từ ngày mai. Nên là nhỏ là mình cứ thế là không ăn lại cứ. Ngày mai nhá. Vâng ạ. Thì ở trong nhà là vẫn còn búa thứ đầy đủ các bạn ạ. Sẽ đập đi lấy phẳng cái nền này. Tới cho anh em thợ ra người ta lấy vuông này biết vào cho nó tốt đấy. Và cái đá nhỏ khi mình nhấc ra ấy, mà xây cái móng đá rồi nó cũng dễ. Phanh xong một chén mà phanh. Ngày mai mà nhờ người ra làm thì chiều nay phải đi lấy rau à? Vâng ạ. Chiều đi chuẩn bị rau nhá. Hôm mai nhờ người vào làm. Vâng ạ. Chú ơi, mẹ bảo là chú bảo Sima và Vào Luyện để đi người ta đánh sau thì người ta đi thu ngô ạ. Ngô khô hết rồi. Ngô khô hết rồi. Thế mai mà nhờ người đập đá thì có người đi chuyển lấy cái hồng chuyển gạch, cái hồng chuyển xi măng không? Có ạ. Có gì? Còn một bao này. Thế mai chắc là cho chuyển gạch trước các bác, xếp hết lên những cái thần thềm này. Mình đang muốn là ngày mai là sẽ cho gia đình đập đá một ngày đi nhỉ các bác nhỉ, đập đá một ngày đi. Sau đó là sẽ ấy nhá, sẽ chuyển vào xong. Con bảo với mẹ là ngày mai nhá, bảo mẹ là nhờ các chú, nhờ mọi người đến đập đá một ngày đã, để lấy cái mặt phẳng này đã, xong để ngày hôm sau thì chuyển. Nhờ. Nhờ hạt chè. Cái nụ ở cổ giá tụ ít nướng chè to gác sáng tám ba tu à. Và mà thao mà rất dí tôi lại à. Mai đập đá một ngày, ngày kia thì chuyển vật liệu. Trong dây nữa. Mà nó cũng như thế mà ra để có nên nó mãi hết cả cái nó cũng như rồi. Nên mình thì sai rồi cũng không thể nào. Thành phố rồi, ở đây về ít chả tê tôi thì có lại chỉ lấy mà. Thì xong không lấy mà tính cho trong đó là nhưng cho tôi chỉ mà sẽ có tiền lại về thỏ lại là tiền. Thua cái chuyện tôi thì đóng cửa vào. Không có gì. Chú ơi, mẹ bảo là đi thì chú đi về, chú bảo đi luôn thì ngày mai người ta chuyển đi. Để hôm sau thì bà đi cống thì không đi đường lái rồi. Là như nào nhỉ? Mai là vừa đập đá và chuyển vật liệu quay lại như nào? Nè thì nhà cái nó không đâu mà nó nếu tôi bỏ tha mà nếu hộp bị kia nhà yêu chị ta cho tôi ta mà cái cô nhà ít cha hay cô tôi kìa cần lại kìa nhà 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 cho trong đó hộp kia này chị ta yên ít ta à mình nuôi được chưa này bé nên là tôi chứ này tôi hay mà tôi tha bỏ một cái là ẻ ngày kia là có một anh cái gì thuê một gái vào ra rồi một gái bận đi cúng không ra được. Ngày kia ta bà con đi cúng cái gì? Đó là chuyện. Tụi mình nuôi từ từ nào? Mình nuôi từ thóc mới rẻ này. Từ từ bốn giờ mới rẻ thóc. Này 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 này
Có thò mù dê luôn. Thò mù dê được rồi nào. Nhiều tụ men nô à. Nhiều tụ tụ thao tao lại nị bỏ tao lại em. Nị nhớ nị chế. Bây giờ nị giờ tụ hai con lại em à. Bảo là cái anh ghi sổ hay mà gùi vào đá ấy. Người kia bận đi cúng. Không ra thì mọi người sẽ không ra gùi. Ui. Thế là thế là có nghĩa là bây giờ là anh ghi sổ không đi là bà con sẽ không đi làm đúng không? Không được, thế thì công việc đấy mà để mà gùi như thế thì một ngày không thể xong được hết, bởi vì là còn cả gạch cả ngày mai là không thể xong được hết, bởi vì là bây giờ người đã chia ra để đập đá rồi đúng không? Còn người còn đi lên gùi nữa thì ai hộ mình đập đá đâu? Người lái bên kia là chỉ cô gái thôi, không có con trai ạ. À thế à? Thế bảo chị là nhờ được tổng cộng là từ cái hôm trước đến hôm nay là mỗi một ngày là nhờ bao nhiêu người đến hộ nhỉ? Mà chị nó có một kho được thủ tục phát này. Không, ý anh là hỏi là những cái hôm trước ấy, cái hôm mà mình chỉ cúi đá này là nhờ bao nhiêu người một lần ấy? Cho này vài năm mới trả hết được cho là công cho tôi pa rồi nhưng mà ông pao nhỏ pao thả tiền sau từ lâu tao mà yêu đâu pao nhờ thôi nên nhớ chị đi chắc rồi. Thì thống nhất với gia đình là về cái việc là ngày mai là sẽ làm những cái công việc như vậy các bạn. Thank you.
Con nên lấy cái mũ cho anh quay. Mà lùng. À, bố tôi mùa. Ồ, gần lúc này thì cái lùng không có. Ngắn lúc na. Nó bà lùng. Lấy lá bà lùng. Anh này đi mua ngô à? Đi mua ngô à? Bê và đê nàng đứng đây trả lời làm gì? Đi đi. Anh à, đi mua ngô về. Mua về để ăn hay là về làm gì? Về ăn. Ồ. Thế là nhà hết sạch gạo rồi à? Gạo là gì mà có gạo à? À hết sạch ngô mình rồi à? Vâng, hết sạch. Ồ, hết sạch được 2 tháng rồi. Hết sạch được 2 tháng rồi. Vâng. Thế cái này là mua về là cả người với cả bò ăn với nhau à? Vâng. Cả lợn ăn cùng à? Vâng. Anh mua cái này bao nhiêu tiền đây? Hả? 500 mấy? 500 à? Vâng. Ngô này thì là ngô lai này, ngô lai ngô xuôi này các bác này. Ngô chắc là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La gì đấy. Bây giờ thì người với cả gia súc, gia cầm là ăn chung với nhau. Bây giờ là giai đoạn giáp hạt rồi các bác. Là đói lắm rồi. Ngồi đây. Vâng, nhà mình có mấy người con? Ba con. Vâng. À. Hai đứa gái và một đứa trai. À. Thế anh tên là gì? Anh tên là Vừa Mỹ Quả. Vừa Mỹ Pó. À Vừa Mỹ Pó. À. Anh Pó có đi làm công ty không mà nói tiếng Phục Kinh tốt thế? Biết ý ạ. Biết ý thôi à? Vâng, biết ý ạ. Nhưng làm công ty thì anh chưa đi. Mà hôm trước thì đi là ở bên phố thì đi rửa máy cô con gái này là mong mồm mong miệng lắm. À đây này, thanh niên này hôm trước bị bình quỷ và người sợ đấy. Hôm nay có biết còn được không, đây không nhận ra hay sao ạ? Cái gì mà y hải o á? Chào đi. Chào đi con, chào đi. Bye bye à, tự Thanh. Thanh. Con tên, chào à. Tên là Thanh à? Vâng. À. Đấy, vất vả lắm các bác ạ. Giờ đấy người với động vật là phải ăn ngô cùng với nhau rồi. Ngô ở đây tí nữa. À ngồi ở đây một tí nữa về à, thì anh đứng ở đây thôi. Nhá. À, chú xin. Ở trong thôn này, trong nhà ở đây là nhiều người hết gạo chưa? À hết ngô chưa chở? Ừ, có. Có nhiều nhà hết ngô rồi à? Vâng ạ. À. Trẻ con cả xóm ăn ngô các bác mà không đến đây là 10 mình cả. Ngô luộc. Hôm nay luộc ngô ở đâu đấy? Chở. Ừ, của người ta thôi. Của người ta thôi à? Chào ông nhá. Vâng, ông hôm nay tỉnh táo đấy. Ông đã biết là nhà là quay theo hướng đổi hướng khác chưa? Hả? Chú bảo đi ha. Anh không sợ chú bảo như thế nào. Quân hỏi ông xem là ông đã biết là cái hướng nhà là quay lên trên này chưa? Ông Paul có trông cái sắp kỳ rồi. Trông là quân tội mùa. Vâng. Ông biết rồi. Phải chơi mùa. Vâng. Như thế là được rồi đúng không? Như mặt tàu hả? Như mặt tàu rồi. Quá như tàu mà. Ừ. Như tàu thế. Đó. Vâng, tàu. Được rồi. Tốt rồi nha. Vâng. Đấy cũng phải hỏi ý kiến ông xem ông đã mất chưa? Vâng. Sẽ thu vô là bằng. Dạ. Hả? Cái tôi mà thí à tù xa xa mà đúng không? Vâng. Ừ. Ừ. Cái gì chỉ sâu. Nếu có cho sửa ăn kia nhưng mà cái cành cây. Vâng. Chứ mình đã có chơi rồi. Hôm nào xây cao gần đến đấy thì chả. À hôm nào. Hôm nào xây thì chặt nó nhầm. Nhưng mà chỉ nào. Vâng. Hôm nào xây thì chặt. Có mà có cho sửa cũng có chưa. Vâng. Nhưng mà chặt chung được, sợ lúc mà xây gạch lên chặt xuống nó lại đều. Mai chặt. Có nghĩa là anh bảo khi nào xây thì phải chặt, mà mai mới có chuyển bột đá với cả đập đá thôi. Để cho nó mát đi. Căn tủ là lúc từ
tổng của mà chia ra chúng. Mai, bảo ông là Mai, thống nhất là Mai đi, cho dễ. Đúng nhá, sáng mai, ngày mai hắn mai chặt. Tổng quân là mặt kia. Cần được chưa? Cần mà, ông mà hai cho chúa cũng đủ rồi. Không chơi tổng trong một chết chứ không? Không chơi gì đâu à? Rồi, cảm ơn ông nhá, xuất sinh nhá. Ờ. À, đi về đây, cháu đi về đây. Ờ. Một chê đây. Một chê á? Vâng. Một chê rồi. Thế chở nhá, chở chiều nay là đi lấy rau lợn nhá, bảo mẹ hoặc là chị Pà nhá, mấy chị em đi lấy nhá. Đấy, chết thở. Đi lấy rau để mai làm cơm, để nấu cơm, nên lấy rau lợn. Chưa gì đã. Đấy rồi nhá. Dạ. Thế chưa? Dạ. Ừ. Rồi đi chào các bác đi. Chào đây, chào các bác.